Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì em Tú sẽ lên cho các chị một cái mẫu áo dài dạ hội Kim Sa, bộ sưu tập mới nhất trong năm 2024 này các chị ơi. Tông màu mà em đang mặc trên người đây sẽ là một cái tông màu nâu cam, cực kỳ tôn da cho các chị luôn ạ. Và các chị có thể thấy là cái thiết kế của bộ này thì em sẽ lên cho mình một cái thiết kế vừa sang trọng vừa trẻ trung, phù hợp cho các chị mình mặc ngồi xuôi và kể cả các chị mình là đi tiệc hay là mình làm cô dâu cũng hợp nha. Các chị ơi, ở phần trên này thì em sẽ phối lưới nha. Và đặc biệt là phần tay, tay áo sẽ là dáng tay bẹt vai, nhưng mà nó che được cái phần bắp tay và nó không bị quá hở cái phần vai của mình nha các chị. Ở bên dưới thì các chị mình có thể thấy là phần hông được đính kết thủ công rất là tỉ mỉ luôn, hoa văn kim sa cực kỳ nổi bật. Và bên trong thì sẽ kèm lớp lót chân váy, mặc lên rất là tôn vòng ba nhé. Các chị mình có bụng dưới thì mặc cũng sẽ không lo là bị lộ khuyết điểm bụng luôn. Đây là đằng sau lưng nè các chị. À, phía sau lưng thì sẽ có khóa kéo lên cao và phần phía sau các chị mình cũng không lo là bị hở nha. Mã này sẽ có đầy đủ size cho mình. Các chị yêu đặt hàng lên đơn cho em là D20128, kèm giùm em số điện thoại nha.